quen ông này là em độc thân rất là lâu rồi và chỉ lo gọi là công việc thôi. Một mình lâu gánh thứ mọi thứ em thấy mệt mỏi. Thì đúng lúc ông này đến lại còn khéo nữa. Được thì được, không được thì thôi, gọi là cũng vui chơi qua đường cũng được. Và ngay bây giờ xin mời quý vị chúng ta hãy cùng dành một tràng pháo tay để cùng chào đón cặp vợ chồng đầu tiên. Chào hai em. Trước tiên là anh muốn biết rằng là hai em có hoạt động trong showbiz không ạ? Dạ không ạ. Không hả? Ủa sao nhìn em quen quá vậy ta? Nhìn bạn trai này nè rất là quen. Anh có tham gia chương trình Người Ấy Là Ai rồi. Đó thấy chưa? Hèn gì, đúng rồi, bởi vì rất là quen. Trước tiên là xin mời hai em giới thiệu về mình. Dạ trước tiên em xin chào MC Hồng Vân và MC Quốc Thuận và các vị khán giả. Em tên là Henry Ngô, năm nay em 28 tuổi. Hiện tại là đang là giám đốc điều hành cho thẩm mỹ viện. Thôi mời em. Chào chị Hồng Vân, chào anh Quốc Thuận, chào quý vị khán giả. Em tên là Thảo, năm nay em cũng 28 tuổi và hiện tại thì cũng đang làm giám đốc điều hành kiêm trưởng phòng marketing của công ty chung của hai đứa em ạ. Đều làm đẹp, hèn gì hai vợ chồng ai cũng đẹp. Đẹp đều hết. Cảm ơn anh chị. Nhưng mà Henry Ngô tức nghĩa là chắc là em là Việt Kiều đúng không? Dạ em định cư ở Mỹ được 10 năm rồi. Em về đây được 2 năm rồi. Mà là bây giờ là em về đây ở luôn chưa? Dạ rồi. Gặp vợ em là em ở đây luôn. Như vậy là tụi em mới cưới nhau thôi đúng không? Dạ đúng rồi, mới cưới được khoảng hơn 1 năm thôi ạ. Lần đầu tiên các em quen nhau như thế nào? Cái hôm đó là em cũng vừa về Việt Nam được khoảng 1 tháng thôi. Có buổi tối đó thì em ở nhà mình buồn quá nên em ra pub chơi. Thì em gặp cô này, cô đang ngồi một mình. Đúng như cái hình mẫu mà em thích đó, cho nên em đến em tiếp cận thôi. Ồ, có nghĩa là cô vợ của em á là hoàn toàn giống như là trong cái hình mẫu mà tưởng tượng của em là bạn gái em hoặc vợ của em phải như vậy. Đúng không? Em không nghĩ là như thế đâu. Con vô ba ấy thì thấy mình kiểu đi một mình thì đến cua thôi chứ không hình mẫu gì đâu. Thế đó là em nghĩ. Không, em chắc chắn luôn. Có phải là những điều mà vợ em nghĩ là như vậy không? Không, tại vì em thì không thích các phụ nữ mà ăn mặc hở hang á. Cổ thì đi vũ trường mà không có hở hang, cho nên cổ gây được sự chú ý của em. Mới đến tiếp cận thôi. Có nghĩa là cảm giác của em khi gặp vợ em là em thích liền. Đúng rồi. Đúng rồi, em thích liền. Còn em thì sao? 2 năm trước là anh còn theo phong cách kiểu K-pop đó chị. Tóc xanh, tóc đỏ, xong rồi màu mè loè loẹt. Nói chung là không phải kiểu em thích. Mới nhìn là bảo là thôi, không ấn tượng gì rồi. Đúng rồi, không phải gu của em. Gu của em là kiểu như bây giờ này, như bây giờ thì thích này, nhưng mà hồi đấy là không thích. Ông này thì được cái rất là khéo ăn, khéo nói. Nói chuyện một lúc thì mình cũng biết là có hiểu biết, có đọc sách, có gọi là học hành. Thế nên là cũng hơi thích một chút. Tại vì em bị thích những cái người mà người ta thông minh và hiểu biết. Với cả lúc đấy mình cũng đang độc thân lâu rồi. Thoạt đầu thì em không thích, nhưng mà sau khi nói chuyện thì bắt đầu em có cảm tình một chút xíu. Dạ, đúng không? Rồi, tại vì ông rất là khéo miệng, ông khéo lắm. Rồi bao nhiêu lâu mới là có cảm tình thiệt? Nếu mà cảm tình thiệt là lúc lên giường với nhau. Thì cái hồi mà quen ông này là em độc thân rất là lâu rồi và chỉ lo gọi là công việc thôi. Thì mình một mình lâu gánh thứ mọi thứ thì em thấy mệt mỏi. Thì đúng lúc ông này đến lại còn khéo nữa. Được thì được, không được thì thôi, gọi là cũng vui chơi qua đường cũng được. Nhưng mà khi mà ứng dụng mình lên giường rồi ha, cởi đồ ra một cái thì là wow, 6 múi, 8 múi. Mà rất là giỏi, rất là... Okay. Thế nên là mê luôn. Nhưng mà cái khoảng cách mà từ lúc đó cho đến lần gặp thứ nhất là nó bao nhiêu lâu? Hình như 2 ngày. 2 ngày. Trời lâu quá. Nhưng mà trong 2 ngày đó là gặp nhau mấy lần? Thì hôm sau là hẹn nhau đi luôn. Tức là lần thứ 2 là đã bắt đầu là đi luôn rồi. Dạ thì em cũng không nghĩ là sẽ quen đâu. Tại vì không phải mẫu người của mình. Thì mình chỉ gọi là quét mạng nhện ý, xong thôi. Nhưng mà lỡ đâu ông cởi đồ ra một cái là bị mê luôn rồi. Mà ông rất là khéo, ông theo đuổi. Nhưng mà Henry thì sao? Lúc đó là em đã thích cô này chưa? Hay là sau cái đó rồi thì mới là thích? Sau cái đó cũng chưa thích nữa. Lên giường với nhau được xong rồi ha, thì được thêm 2-3 lần nữa là kiểu ông kiểu chán rồi ấy. Bắt đầu trở mặt lật như lật bánh tráng vậy đó. Giờ mặt luôn. Đúng rồi, lúc đầu kiểu ui anh rất là thích em, anh rất là thương em, thế lọ thế chai xong rồi. Đến lúc mà 2-3 lần ông chán rồi, anh bây giờ chưa muốn quen ai chính thức, anh bây giờ còn muốn khám phá lắm anh thế đấy.
sau cái ngày mà tụi em lên giường với nhau ha, thì em bảo là thôi nếu mà bây giờ đã thích nhau như thế thì hai đứa dọn vào ở chung đi. Rồi mình tính tương lai sau. Thì ok, ông cũng vào ở chung. Xong được 3 lần hay 4 lần sau đó thì tự nhiên đi đâu chơi về thâu đêm không về. Sáng hôm sau về là kêu anh có chuyện muốn nói, anh không muốn quen một ai cố định đâu. Bây giờ anh còn muốn được khám phá lắm, thôi mình đừng quen nữa. Em kiểu trời, bàng hoàng luôn. Đúng không? Đúng, bàng hoàng luôn. Mà chị hỏi này, cái thời điểm đó là em có, em quen bao nhiêu cô gái? Một thời số điểm đó, một số là bao nhiêu? 7 người. 7 người. Sức trời đâu ơi, mà em trải ra tới 7 người dữ vậy cưng? Khoan, em quen rồi. Ở Mỹ em cũng sống vậy. Đang ở chung với nhau trong nhà là cùng một lúc đó là em quen 7 cô gái. Em không có làm gì. Trước khi mà quyết định dọn vô á, thì em còn quen 7 người. Mà quyết định dọn vô là không có nói chuyện với người khác nữa. Là đã chia tay luôn 7 người đó. Sau đó đây là người thứ 8. Sau đó dọn vào với em được vài lần đó, thì lại muốn là chắc là nhớ 7 người đấy. Là quay trở lại 7 người kia. Quay lại với được một người nhưng mà cũng không xong nữa. Tới giờ mà quay lại xong rồi mới thấy là ok, mình thương cô này rồi. Có rủ cô kia ra nói chuyện với cổ vậy đó, nhưng mà còn kể về cô này thôi. Xong rồi cái mạnh đường nhà nó về là nhớ cô này, cô này. Mới bắt đầu mới giành lại cổ. Rồi nhưng mà cái lúc mà sau khi mà hai người đã nói chuyện với nhau rồi thì vẫn còn tiếp tục ở chung không? Hay là em không, là dọn ra luôn. Và lúc đấy là coi như là chia tay luôn. Và em tưởng là thôi mình lại bị lừa rồi. Thực ra ở cái thời điểm mà Henry bỏ em ý, em lúc đấy còn trẻ này, trước khi lấy chồng là chắc vẫn còn đẹp. Xong rồi mình cũng thành đạt, mình có cái mức thu nhập mà ở độ tuổi của mình ở thời điểm đấy không phải ai cũng làm được. Nên tự nhiên bị đá một cách gọi là vô lý, ngang. Không hiểu vì sao luôn á. Mình bảo ôi giờ sao mình phải như thế. Thế là thôi em cũng chặn hết từ điện thoại, Facebook, Instagram, mọi thứ để liên lạc. Sau đó là book vé đi chơi, đi du lịch. Khi mà em không liên lạc được với cổ thì cái khoảng thời gian đó như thế nào? Em cũng sinh hoạt bình thường, cũng đi ăn, đi tập gym này nọ, đi chơi với bạn bè. Nhưng mà chỉ có tới đêm á là thấy có một mình ở nhà thôi. Trống vắng. Trống vắng. Thì em chạy qua bên nhà cổ nửa đêm á. Trống vắng xong đi kiếm mấy cái bạn mà. Nhưng mà tới chừng đó mình phát hiện ra là em thích cô này á, thì mấy cái cô khác em có đi chơi cũng không thấy vui á. Cho nên là em chạy qua nhà cô này tìm mà họ cổ không có ở nhà. Là vài lần qua thì thấy cái đèn của cái phòng cổ còn sáng. Nên em kiếm đồ chọi lên, lấy gạch đồ chọi lên. Mà cổ cũng không ra mở cửa nữa. Xong có bể kiến không? Sợ bể, bị hàng xóm ra la này nọ, không có dám chọi mấy cục bự, chọi mấy cục nhỏ nhỏ thôi. Nhưng mà cô không ra tiếp em. Cổ đi rồi, lúc đó... Là lúc mà cô đi rồi nhưng mà đèn em để. Đúng rồi. Về đóng tiền điện thấy bà nội. Hình như là khoảng một tuần không kiếm được đúng không? Anh đến buổi sáng đến công ty của em vào buổi sáng thì có gặp nhân viên rồi có chuyển lời lại là anh chỉ còn một tuần ở Việt Nam thôi, thì nhắn chị Thảo liên lạc với anh hay là anh muốn gặp có chuyện hay gì đấy. Thế là tụi nó cũng biết là ông này không tốt với em nên chúng nó đợi đúng canh đúng hơn một tuần để ông này đi rồi bắt đầu mới nói với em, sợ em lung lay hay như nào đó. Lúc đấy linh cảm em như thế nào đấy, em mở lại Instagram xong em nhắn tin lại là bây giờ anh về Mỹ rồi đúng không, thì có một số đồ đạc lúc mà dọn vào ở chung ấy thì còn ở đây, bây giờ anh có muốn em trả lại không? Thì ông nói là ông vẫn còn đang ở Việt Nam. Hẹn gặp. Lúc đấy nghe xong là mừng lắm, nhưng mà mình vẫn còn phải kiểu giữ giá. Mình kêu là thôi gặp đâu, gặp cái việc vấn đề gì em gửi đồ qua thôi. Nhưng mà ông cứ nằng nặc đòi gặp bằng được. Thế là hôm đấy mình chơi chiêu, hôm đấy là mình phải mặc đồ thật là sexy lên. Ngực phải như thế này này, khoét chỗ này khoét chỗ kia. Đấy, xong rồi mang đồ ra. Cái hôm đấy là không hẹn anh nào cả, nhưng mà phải diễn cho sâu là bây giờ đấy đồ của anh đây, anh có gì nói nhanh đi, em đang hẹn người khác. Thế xong ông này nhìn thấy mình kiểu sexy như thế, xong chuẩn bị đi gặp người khác nữa, là thôi trời ơi anh xin em hãy cho anh cơ hội, anh không bao giờ làm em phải khóc, không bao giờ làm em phải buồn nữa. Rồi đưa passport đây, cuộc đời của anh đây, em giữ lấy luôn đi. Anh không về Mỹ nữa. Rồi em có đi không? Thì em bảo là nói thật không, bây giờ em cầm nhá, em không trả đâu, và anh ở đây với em luôn. Từ lúc đó là ở quyết định ở lại Việt Nam luôn. Coi như là tụi em có một cuộc tình nói chung là cũng đẹp nè. Vậy thì sau khi kết hôn về nó có đẹp như là cái thời mà các em còn yêu nhau? Anh nghĩ sao? Em thì em thấy sau trước hay sau kết hôn thì cũng vậy à? Chỉ là em xác định rồi, mình chấp nhận rồi. Nên mình không có nhiều lựa chọn lắm. Sau khi hôn nhân rồi, sau khi kết hôn rồi, sau khi có con rồi thì cái chuyện mà hai đứa về cái vấn đề mà về vợ chồng á thì nó còn hòa hợp, nó còn cân đối không?
Nếu mà về hòa hợp thì chắc là hiện tại bây giờ đang hơi lệch một chút, tại vì nhu cầu của anh rất là cao mà em thì có thể là không có đáp ứng đủ được luôn ấy. Là sau khi sanh đúng không? Dạ đúng rồi, sau khi sanh là em gặp không cái vấn đề đó. Wow nữa. Dạ hết rồi anh. Tại vì á, không phải thường là khi mà cái người phụ nữ mà sanh con xong á em, nó sẽ có thay đổi về nội tiết tố đó. Tại vì trước đó là phải lo cho cái bầu đó, rồi sau khi có em bé phải lo cho em bé nhiều, thành ra cái nội tiết tố nữ nó bị giảm đi, thành ra cái việc đó là họ bớt, họ giảm cái ham muốn. Trong khi cái người đàn ông ở cái tuổi này là cái tuổi mà rất là sung sức. Dạ đúng rồi. Trước em là anh đã quen 7 người và 7 người đó anh, em phải hiểu rằng ảnh là cái người mà cái nhu cầu của ảnh là như vậy rồi. Chị muốn hỏi là trước đó thì em làm công việc gì là chính? Em làm ở ngân hàng. Em chuyên ngành tài chính. Còn em là vẫn là thẩm mỹ viện từ trước rồi, trước khi rồi. Mà quen với bạn này luôn. Dạ đúng rồi ạ. Lúc đấy là chưa phải là thẩm mỹ viện, nó chỉ là spa thôi. Thì khi mà Henry về giúp em điều hành, vận hành tất cả mọi thứ thì mới phát triển lên được như bây giờ. Thật ra thì lúc mà em xác định là em phải có việc làm ở đây, cái công việc đầu tư của em thì công ty ở Mỹ, họ không có chi nhánh ở đây, nên em buộc phải thôi việc ở đó. Thời gian đầu thì em vẫn còn làm kiểu freelance, nhưng mà một thời gian sau thì thấy cũng cô này thì cần mình giúp đỡ, nên thôi tập trung qua giúp vợ. Sau khi mà tụi em là lúc nào cũng bên cạnh nhau nè, rồi khi về nhà rồi tất cả mọi thứ cũng là bên cạnh, mà trong khi vợ em thì bây giờ lại giảm cái điều đó, thì là em có cảm thấy là em bị thiệt thòi không? Thấy là vợ làm như vậy là thiệt thòi cho chồng không? Thật ra thì em thì có nhiều sở thích lắm, cho nên nếu mà không mất đi một hai cái thì cũng không sao. Lại những cái khác mình tăng lên những cái khác thì bù qua cái lượng thời gian mình thôi. Tức là tiêu hao cái năng lượng của mình bằng một việc khác. Đúng rồi. Henry thì em thì thích đi gym lắm. Coi như là mười mấy năm nay là em đi không sót ngày nào á. Nhưng mà em có mong muốn vợ em trở lại cái bản lĩnh như là lúc mà gặp em không? Có. Rồi chút nữa cái phần mong muốn thay đổi đó là phải nói điều đó ra. Đó. Ở đâu cũng có nhau cả. Không thấy một cái điểm xấu gì ở cái người bạn đời của mình xuất hiện đúng không? Điểm xấu thì có rồi. Chứ anh. Có không? Ai mà chẳng có điểm xấu. Đó như ảnh đó. Tật xấu của ảnh có nhiều không? Trước khi đến quay đây nhá, công ty là có mấy chục nhân viên, là em hỏi từng người một. Bây giờ các em phải liệt kê ra cho chị để chị lên chương trình chị kể. Nhưng mà không đứa nào dám. Không biết em là không dám. Em chuẩn bị kỹ gì luôn. Tại vì em nghĩ không ra. Có hai cái mà em thấy ghét nhất. Thứ nhất ấy, là ngày nào cũng làm em bị đau. Trời ơi, em mới quay người chở mình thôi, hay là em bước lên giường thôi là cổ đã đau rồi. Tại vì em tập tạ cũng mười mấy năm rồi đó. Cho nên cái gì nó cũng nặng nề, cũng cứng hết. Mà cái cô này thì mỏng manh. Có nghĩa là giống như là cái động tác nó bị hậu đậu, nó đụng em, dạ, hay là va chạm là cũng đều làm em bị đau đớn. Trời ơi chị ơi, như ví dụ xoay người một cái làm phát cùi trỏ vào người hay như nào đấy mà không phải như người bình thường đâu. Mà một ngày mấy lần như thế đau lắm ấy. Mỏng manh dễ vỡ đó đúng không? Ví dụ ngủ dậy mà bước xuống giường hay như nào cũng nhỡ đâu nhẫm vào mình, hoặc là nhỡ đâu va vào mình hay gì đấy. Nhiều khi cử động của ông là như con nít ý, nhảy lên nhảy xuống rồi này kia các kiểu, nên như vậy là bị tăng động hả? Đúng rồi, bị tăng động rồi. Đó tập bị tăng động và mạnh tay mạnh chân mà đã gì tăng động mà ở trong một con người giấy u thịt bắp như thế này nữa. Giấy u thịt bắp nào sao mà người ta như vậy mà giấy u thịt bắp là ganh ghét. Trời ơi, tại chưa vậy? Thấy đó, chưa thấy. Tại vì nãy Thảo kể đó, vừa cởi một cái ra thôi là thì cái đó, wow. Cái đó là có đi xấu muối chứ không phải là giấy u thịt bắp. Không. Giấy u thịt bắp để lúc nào chị chỉ cho cái hình mẫu giấy u thịt bắp. Đâu, giấy u thịt bắp đâu? Không. À. Cái này không phải gọi là giấy u thịt bắp. Không. Có không? Có u không? Có u đó. Có u ra mới thấy. Cởi ra mới thấy không lẽ? Không lẽ giờ tôi kêu cởi ra hết. Rồi bây giờ còn cái tật xấu gì nữa không? Với cả còn một cái mà em ghét nữa ấy, là ảnh mà nói hoài không nhớ. Ở nhà có cái bồn tắm vòi hoa sen với cả vòi tắm đứng ấy, là ở chung một vị trí. Thì ông này mỗi lần ông tắm là ông toàn dùng cái vòi tắm đứng. Mỗi khi mà em vào tắm sau là mình mở nước một cái là nó ướt hết người luôn. Mà chị Hồng Vân là phụ nữ thì biết, vì em là gội đầu là gội ở ngoài tiệm. Đấy thì nếu mà mình bị ướt tóc là mình phải gội đầu luôn. Mà gội đầu thì gội xong là phải sấy khô xong phải tạo kiểu, mất 2 tiếng đồng hồ. Mà công việc thì rất là bận. Nhiều khi buổi sáng đi gym về, khách thì ngồi đợi ở công ty rồi, mà tự nhiên ướt hết người, ướt hết đầu. Ướt đầu, đảng trí. Ra không phải là vô tâm ông đâu. Xã chị cũng vậy, giờ vậy nè, mình phải tự cứu mình thôi. Em bỏ luôn cái vòi đi. Không, sao lại trời bỏ, em bị gì vậy? Trời ơi. Vòi nhà chị cũng như vậy thôi. Mình phải coi cái chỉnh. Hoặc là luôn luôn trước khi mình mở, mình phải né cái đó ra trước. Không có, em cố tình mà. Thôi, gì thôi, không giống nhau.
không giống nhau nha. Thỉnh thoảng á, em không vui chuyện gì á là em để, em mà chỉ nhớ em tốt ơi. Nên mà em cố tình là em để cho ướt tóc để ra chữa lột chơi. Trả thù bằng nước. Bây giờ mới bình biết thường phải không Thảo? Đúng rồi, bây giờ em mới biết bình thường là diễn rất là sâu. Không bao giờ to tiếng hay là chửi bới hay là gì với ai bất kể một lúc nào. Ai nhân cũng tin viên là một người chồng hiền lành đúng không? Đúng rồi, bây giờ em nói là ống ở nhà toàn bắt nạt em, không một ai tin, kể cả họ hàng nội ngoại hay là bạn bè của hai đứa hay là nhân viên, không ai tin luôn ấy. Thường quá. Nhưng mà là bắt nạt em. Đúng rồi, ở nhà bắt nạt em không. Bằng hình thức rất là ngầm như vậy. Bây giờ thấy em phản pháo đó. Cô này thì tật xấu thì không đến nỗi là không chấp nhận được. Với lại em sống chung với cái tật xấu cổ riết quen rồi, nên bây giờ hỏi đến em cũng không biết có không. Không biết cái đó có phải là xấu hay không đúng không? Nói ví dụ thử cái tật nào mà em không biết cái đó là xấu hay tốt đi. Cái cô này thì lúc nào cô tắm xong á, thì cô cũng không có chịu tự treo khăn của mình lên. Thiết kế của cái đồ máng khăn tắm nó hơi cao so với chiều cao của cô này. Thì mỗi lần cô tắm xong á, cô không tự máng lên được, thì cô cứ bước lên trên giường á. Em phải là người đi treo? Ai không treo cũng không sao, nhưng mà nó ướt cái giường của em mà em nằm cái chỗ đó, cho nên nó ảnh hưởng tới em. À, cái chuyện nó xảy ra sau khi mà em bị ướt đầu đúng không? Em nghĩ là cô cố tình thôi. Biết là em không thích cái chuyện là cái giường nó bị ướt, nó bị ẩm. Mà cô vẫn tiếp tục làm, đã nói bao nhiêu lần rồi mà vẫn tại làm. Vì em biết đơn giản lắm, là tại vì cô không thích ướt đầu, mà em cứ cố tình em làm cho cô ướt đầu. Thành ra bây giờ cô phải ướt làm giường. Từ cái đầu qua ướt cái khăn nó chuyển qua ướt cái giường của em. Quề, coi như quề đi. Cô lại. Còn cái gì khác nữa không? Chắc khác thì không, hết rồi. Chắc trời ơi, em hoàn hảo vậy sao Thảo? Hay là em cao cả quá? Thôi. Diễn sâu dễ sợ. Em mong muốn Thảo thay đổi điều gì? Cái chuyện mà em thật sự muốn Thảo thay đổi á, thì chắc cũng không có đâu. Trừ việc là thay đổi cảm giác với em thôi. Ngoài cái gì đó ra thì em cũng không cần có thay đổi gì hết. Còn em sao? Em thì như hai cái vừa nãy em nói đó. Đừng có để cái vòi như thế nữa. Thứ hai là đừng có va vào em. Chị nói anh nghe nè, bây giờ em cứ nói đi. Anh cứ nhớ nha, cái ngày hôm nào cái giường của anh ướt là hôm đó anh không thay đổi cái vòi. Cái đó là coi như quề. Còn cái chuyện á mà em nhớ mong manh lắm. Xương mỏng á, cho nên là cái điều mong muốn của Thảo là đúng, nó nhẹ nhàng. Nhẹ nhàng say đắm với vợ chút xíu. Đúng không? Không có, tại vì cô này cổ chuyên gia, cổ đi vô mấy cái góc khuất của em á. Lựa vô cái điểm chết đó, cái điểm cái điểm vô cái điểm quơ tay đó. Điểm mù á, cái điểm mù ta, của tài xế đó đúng không? Con người ta to đùng đoàn cái này kêu đi vào góc khuất là đi vào đâu? Lúc mà mình mặc áo này nọ không có thấy cái đằng sau thì phải ra đằng sau đứng rồi hỏi sao không quýnh chúng. Cổ không chịu lựa cái chỗ thôi. Chị cũng biết nói sao, tại cái giường nhà em bây giờ em đi đổi cái giường lớn hơn đi. King bed rồi á chị. Đó, rồi xong rồi chia ra một cái gối ôm vậy thì khi nào ông định hình trên giường xong xuôi đi rồi bắt đầu mình hãy bắt đầu thoải mái. Khi mà ông chuẩn bị lên giường là em cứ tìm cách em thủ. Trời ơi, dễ sợ vậy hả? Sao áp lực quá vậy? Chứ bây giờ làm sao không? Vậy cái ông vô tình ông quạt tay qua thôi là mình cũng mệt rồi, gãy xương rồi đúng không? Đi ngủ mà lúc nào cũng thủ vỏ như vậy. Còn một cái điều nữa là cái vụ mà cái mong muốn của em á, thì chị nói nè, con em mới còn 1 năm đúng không? Dạ đúng rồi. Mới có 1 năm. Em nếu như em vẫn còn cái cảm giác mà chưa có hưng phấn á, chị nghĩ em phải gặp bác sĩ, tại vì phải bổ sung cái lượng mà testosterone của người phụ nữ ở trong người em thì em mới lấy lại cân bằng cái việc đó được. Vì thứ nhất là stress về công việc nhiều quá, thứ hai là lo cho con, chăm con, tức là cái đầu mình tập trung vào cái việc mà mình nuôi đứa con, cái thứ ba nữa là cái lượng testosterone nó chưa đầy đủ ở trong cơ thể, ba cái đó nó nhập lại nó tạo một cái cảm giác mà cái ham muốn nó bớt đi. Thì thành ra bây giờ 1 năm chị nghĩ đủ để mà em có thể tái tạo lại cái việc đó rồi. Thì em gặp bác sĩ thì là ok hết. Xin chúc cho các em coi như là mọi thứ nó đều hoàn hảo hết nha. Rồi cuộc sống luôn luôn vui tươi và tràn đầy hạnh phúc nha. Xin chào Henry Ngô và Thảo.